Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến quay trở lại thăm nhà của em Tú. Hoàn cảnh mà hôm trước là Yến có chia sẻ, hai vợ chồng có bốn đứa con rất là nhỏ, bé nhỏ nhất thì mới 6 tháng tuổi thôi, và chồng là lao động chính trong gia đình, thì ở trong quê thì chủ yếu là làm những công việc làm công, làm mướn cho người ta, ai kêu gì làm đó, và thường nhất là sẽ là đi làm hồ, không có vụ làm hồ thì sẽ đi làm gãy hoặc là đi bắt cái này bắt cái kia để sống qua ngày. Gia đình rất là khó khăn, vợ thì ở nhà phải là cho lo cho tới bốn đứa con lận. Thì em Tú hôm trước cũng có nói là mai mốt là cũng gán gửi con để đi làm để có thêm thu nhập cho gia đình. Dạ thì hôm trước khi mà Yến chia sẻ về cái video của gia đình thì Yến nhận được nhiều cô chú anh chị là cũng không có thích, tại vì gia đình này là sinh quá nhiều em bé mà trong khi nghèo khó quá. Thì thật sự là Yến đi vô trong vùng quê thì gặp rất là nhiều những hoàn cảnh như vậy, không riêng gì em Tú. Thì Yến cũng mong cô chú anh chị cũng thông cảm. Thật sự cái vùng này là ở sâu ở trong quê cô chú anh chị. Những hộ gia đình mà Yến giúp thì ở đây trong đây là hộ này là hộ người Khmer, cho nên nó là không có ở trong quê thì không có được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, không có hiểu biết nhiều, và thêm cái là không có được đi học tới nơi tới chốn, người không có gành tiếng Việt nữa cô chú anh chị, cho nên nó là không có nhận thức được cái việc mà sinh nhiều quá thì khổ thêm và khó khăn cho mấy đứa bé, cho nên nó là gia đình sinh. Thì Yến cũng mong là cô chú anh chị thông cảm. Mỗi gia đình Yến đến thăm thì Yến đều khuyên nhủ rất là nhiều, đừng có sinh em bé nhiều quá, tại vì sinh nhiều là không có nuôi nổi mấy đứa nhỏ thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ lắm. Yến rất là mong cô chú anh chị có thể thông cảm và thương cho mấy đứa nhỏ trong vùng quê. Mấy đứa bé trong đây không có được như bên ngoài, mấy bé thiếu thốn đủ thứ, không được tiếp xúc. Cha mẹ thì nói tiếng Việt không có được gành, mà và mấy đứa nhỏ thì là không có biết tiếng Việt luôn cô chú anh chị. Thật sự là cái câu cảm ơn thì bé chỉ nói là bằng cái tiếng Khmer được thôi, chứ tiếng nói tiếng Việt là cũng chưa nói được cái tiếng cảm ơn bằng tiếng Việt nữa. Cho nên nó là Yến mong cô chú anh chị thông cảm, thương cho mấy đứa nhỏ. Mấy nhỏ trong đây thật sự nếu mà cô chú anh chị vô đến nơi á, nhìn mấy đứa nhỏ thì sẽ thấy tội lắm, thiếu thốn đủ thứ hết trơn á cô chú anh chị. Hôm trước thì Yến chia sẻ hoàn cảnh của gia đình, Yến cũng nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ, cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình. Về cái phần mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình là thứ nhất là về giúp gia đình có thể làm lại một ngôi nhà mới, tại vì như hôm trước Yến có chia sẻ thì cái ngôi nhà mà hai vợ chồng ở là dựng bằng những cái miếng cao su và những cái miếng tôn cực kỳ cũ, rồi nó xét và dột rất là nhiều, và đặc biệt là ngôi nhà này nằm sát với cái mé sông, cho nên nó là cái nhờ mấy cái cây dừa nước giống như vậy nè thì nó chắn cái nhà lại thôi. Và cái căn nhà nhỏ cực kỳ, chưa đầy 10 mét vuông cả một căn nhà mà gia đình để ở đó cô chú anh chị, rất là chật chội, ẩm thấp, mưa gió thì dột, mà trong khi hai vợ chồng bốn đứa con nhỏ xíu rồi phải ngủ trong cái nhà như vậy rất là khổ luôn. Cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, và ngoài ra thì hôm nay Yến còn nhận được thêm, cô chú Mạnh Thường Quân có gửi tặng thêm quà cho mấy đứa nhỏ nữa. Yến xin chia sẻ. Thứ nhất là có chị Cindy Nguyễn ở Mỹ, chị có gửi tặng 1 triệu đồng thì có nhờ Yến là mua. Thì Yến có mua là gạo 10kg 120.000, lạp xưởng 1kg là 170.000, sữa 2 thùng là 400.000, bánh kẹo 110.000 đồng. Tổng số tiền Yến mua là 800.000, số tiền còn dư lại là 200.000 thì Yến sẽ trao lại cho gia đình. Và Yến còn nhận được thêm sự giúp đỡ là của nhóm cô chú Hoa Sen Chân Như, California, Arizona cùng gia đình. Thì trong nhóm là gồm các cô chú Nguyễn Đức, cô Thu Lan, ông Nguyễn Ẩn, bà Xuân Hoa, chú Nguyễn Quý, bà Ngọc Sương, bà Trần Thưởng, bà Trần Mary, cô Trần Hương, anh Hoàng Kim Lân, cô Yến Lan, chú Tuấn, cô Vũ Kỳ Tú, em Nguyễn Vũ Kỳ Anh, em Nguyễn Vũ Kỳ Đức, chú Cường Lan, cô Gloria, cô Hồng Lan, chú Sĩ Lan, cô Phượng Lan, chú Hoàng Châu, ông Bon, bà Võ Trúc, cô Hoàng Phúc, cô Trâm Trần, chú Nguyễn Trúc, cô Yến Nguyễn, cô Ngọc, cô Hằng Nguyễn, sư cô Như Nguyễn, chú Bảo Hưng, cô Đoan Khanh, cô Kim Loan, cô Gọn, chú Bủ Trần, cô Jennifer, bác Mỹ Khánh, bác Cảnh Đức, cô Hồng Lê, chú Hòa, dì bé, cô Mai Thu Lan, em Jamie, cô Kim Hoa, Ngọc Hải. Các cô chú trong nhóm đã giúp đỡ các phần sau. Thứ nhất là cô chú giúp đỡ thêm 6 triệu 6 giúp đỡ cho gia đình có tiền để lo cho mấy đứa nhỏ sinh hoạt ăn uống, và cũng giúp cho gia đình trong cái phần tiền này là có được thêm cái chi phí để chăn nuôi thêm gà vịt, để có kinh tế trong cái lúc mà em Tú ở nhà không có công việc làm thì em Tú sẽ chăn nuôi thêm nha. Cô chú Mạnh Thường Quân trong nhóm còn giúp đỡ thêm 4 triệu 6 là góp vào phần xây nhà.
và cô chú giúp đỡ thêm số tiền là 2.500.000 đồng, thì có nhờ Yến mua sữa, quần áo, đồ chơi, thì Yến đã mua đồ cho bé mà nhỏ nhất 6 tháng tuổi, là bao gồm sữa, tã, quần áo, đồ em bé, mấy cái đồ cho bé sơ sinh đó là 1.050.000. Quần áo cho ba bé lớn tổng cộng là 675.000, thì Yến mua tới 15 bộ lần. Mấy cái bộ đồ ở nhà, cô chú anh chị một bộ thì chỉ có 45.000 thôi. Tổng cộng Yến mua thì còn dư lại là 775.000. Thì Yến 775.000 này thì hôm sau Yến vô thì Yến sẽ mua thêm cho mấy bé cái phần còn dư. Tại hôm nay là Yến chở đồ rất là nhiều, chở tới không còn cái chỗ nào ở trên xe, Yến máng trước máng sau nhiều lắm. Thì phần dư này thì lần sau Yến lại mua thêm tã sữa cho mấy bé nữa. Dạ, Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ những cái phần quà và giúp đỡ cho gia đình có thể làm lại ngôi nhà mới lành lặn, cũng như là giúp vốn cho gia đình có thể chăn nuôi. Và về cái phần danh sách cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho xây nhà thì Yến cũng sẽ công bố rõ ràng trong cuối video ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào trong mình thăm gia đình của em Tú nha. Dạ. Rồi chào em nha. Bữa nay vô thăm gia đình có quà rất là nhiều của cô chú Mạnh Thường Quân tặng cho cả gia đình. Đây, rất là nhiều quà. Bữa nay là Yến chở là coi như ngập cái xe của Yến luôn á cô chú anh chị, chở không có chỗ nào hết. Dạ, phần này là của phần cái bọc này là của nhóm Hoa Sen Chân Như California Arizona và gia đình là các cô chú trong nhóm tặng cho cái bịch này. Bịch này là quần áo của ba bé lớn. Cái này là của mấy bé nhỏ nè. Cái này là của cái bịch bự này là của bé sơ sinh. Để đây có tã nè, tã cho bé này ha. Tã này tã quần. Giờ để bên đây đỡ đi. Rồi, này cái này hộp này đồ chơi người ta tặng cho. Rồi, hai hộp sữa, sữa này là cho bé nhỏ của em nha. Ha, bé này 6 tháng mấy, 7 tháng gì đó phải không? Rồi, sữa này là cho bé này. Này cô chú tặng cho đó, cho ở trong đây nè, ba bộ quần áo này là cho bé này. Rồi khăn, dầu với lại xà bông, cái này là cho bé sơ sinh ha. Đó, này cái này là của bé. Rồi coi như cái phần này là của bé nhỏ hết. Rồi cái này là quần áo của ba mấy bé lớn. Đây, cái này là đồ của bé trai nè, bé trai con em đó. Thì Yến mua của bé trai lớn này là 5 bộ. Của em là 5 bộ ha. Đồ này đồ ở nhà cho nên một bộ thì giá cũng rẻ, không có mắc nha. Tổng cộng quần áo thì là 675.000 cái quần áo này. Này, còn cái này là cho hai bé bé gái này, bé gái đang ngủ phải không? Đang ngủ ở trên võng nè. Trời ơi, thấy cưng không? Nó ngủ rồi, thôi đừng cho nó hất mất công nó quậy. Rồi, cái này là của nhóm cô chú Hoa Sen Chân Như ở California, Arizona, Mỹ là tặng cho mấy đứa bé con em ha. Rồi, ở bên đây, bên đây là có gạo nè, sữa, lạp xưởng với bánh kẹo. Bánh kẹo là cho mấy đứa con của em ha. Rồi cho mấy sữa hai thùng này là cho mấy đứa lớn, còn cái sữa này là cho bé nhỏ này, nhớ không? Rồi. Rồi bữa nay nhận quà quá chừng cho mấy đứa con luôn, em có mừng không? Mừng, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em. Em rất là mừng. Bữa nay chồng em có nhà không? Chồng em đi giăng lưới à. Chồng đi giăng lưới hả? Giăng gần đây không em? Khu công nghiệp á. Giăng xa dữ vậy hả? Đi ra tới khu công nghiệp giăng. Rồi bữa giờ là có công việc để làm không em? Có công việc lại chưa? Dạ chưa, ảnh chưa có công việc để làm hết trơn. Có đi làm hồ không? Có nghỉ làm 2-3 ngày nay à. Mấy bữa trước thì vẫn có làm, mới nghỉ 2-3 bữa nay là hết việc hay sao em? Hết việc làm. Rồi không có đi làm hồ thì bắt đầu đi giăng lưới để kiếm cá, kiếm đồ ăn phải không? Ở trong đây thì việc làm thì ít đúng không? Việc làm thì ít, với lại thêm cái mùa dịch này á, rất là nhiều dịch bệnh rất nhiều cho nên là chưa có ổn định để làm. Bữa nay chị đến thăm mấy đứa nhỏ ha. Trời, bữa nay bé cho thấy cưng đó nè. Bữa nay chắc là cũng 7 tháng rồi hả? Chắc 7 tháng rồi. Trời ơi, thấy cưng quá. Bữa nay lại thấy có kê thêm hai cái gốc dừa hả? Này, ở dưới đây kê thêm hai gốc dừa cho cái dừa nó cao được một chút. Bữa cái này là nằm dưới đây luôn nè.
mưa chắc nó ngập cái giường này luôn. Cô chú anh chị coi chỗ nhủ nguyên một cái, coi như nguyên cái nhà luôn đó. Cái này là chưa tới 10 mét vuông nữa. Cái này nếu mà yến tính sơ sơ ra chắc được cỡ 8-9 mét vuông vậy, chứ chưa được 10 mét vuông nữa. Nhỏ xíu vậy đó. Rồi bữa giờ mấy mẹ con gia đình khỏe không? Dạ khỏe. Rồi mai mốt bé này lớn rồi hà, em có dự định đi làm công việc gì không? Dạ có. Tính làm gì em? Làm hải sản xuất ăn mình đó. Tính đi làm hải sản ha. Mai mốt về bé này lớn trọng trọng chút gửi ông bà để mình đi làm hải sản ha. Rồi hiện tại trong thời gian này á, em có muốn chăn nuôi gì, em có cái chỗ đi chăn nuôi trồng trọt gì không? Dạ, em nếu em có tiền em nuôi vịt. Nuôi vịt ha. Dạ. Là em nuôi được không? Dạ, được. Được ha. Bữa nay chị đến thăm thì ngoài cái phần quà này ra thì có cô chú trong nhóm Hoa Sen Chân Như California Arizona Mỹ có gửi tặng cho em một cái sổ tiền để giúp đỡ cho em có tiền lo cho mấy đứa con với lại mua một ít gà vịt để chăn nuôi ha. Thì cô chú có giúp đỡ số tiền là 6.600.000 đồng. Đây cô chú gửi tặng cho em, chị trao cho em nha. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cho con. Em mất rất nhiều ạ. Có chừng nó cầm tiền cho em. Rồi em đếm lại đi, em đếm lại coi đủ chưa. Có chừng quậy không? Rồi đó. Đây để chị lấy bánh cho. Lấy cái bánh cho nó. Đủ rồi em ha. Cô chú giúp cho để mua đồ ăn đủ uống cho mấy đứa nhỏ, rồi với lại chăn nuôi gà vịt ha, để nhà nuôi thêm để cho có tiền. Rồi tại mùa này việc làm thì không có thì mình gán đi ha, rồi đợi con lớn lớn chút rồi đi hải sản, làm hải sản phải không? Nhưng mà có bữa chị khuyên là đi bệnh viện đó, nhớ đi nha, nhớ đi bệnh viện dòng tránh thai luôn, đừng để sinh em bé nữa, nhiều lắm rồi, bốn đứa hai chồng. Bữa nay chiều em đi đặt vòng. Tính chiều nay đi đặt vòng luôn, vậy bữa nay có tiền rồi đi vô bệnh viện đặt vòng ha. Rồi quyết định vậy nha, hứa nha. Rồi để sanh nữa là khổ cho mấy đứa bé không có tiền đâu ha, ngoan ha. Rồi cái phần này chị xin đi Nguyễn cho, thì cho 1.000.000 chị mua đồ này 800.000, còn dư 200.000 này tiền dư chị gửi em luôn. Ê, nó ngậm kìa. Nè, cầm đi em, cầm đi. Để chị lấy bánh kia cho mấy đứa nhỏ. Rồi cắt lên em, cắt em, cắt đi. Để cô lấy bánh cho. Rồi, có bánh nè, có bánh nha. Rồi đây xé bánh cho nó ăn con, nó ăn được chưa, nó ăn bánh này đâu được phải không? Rồi nè, nó cầm đi. Trời quậy quá, vậy là chiều nay đi đặt vòng luôn ha, chiều nay đi đặt vòng luôn. Rồi cảm ơn cô con. Cưng quá. Tập cho mấy bé nói thêm tiếng Việt để mai mốt tới tuổi rồi đi học ha. Rồi đây là mấy cái quần áo của mấy bé ha, lát em cho mấy bé mặc thử cho nó vừa. Chị mua đồ ở nhà mặc rất là rộng rãi cho mấy đứa nhỏ, tới mười mấy bộ đồ lần cho mấy đứa nhỏ nó mặc cho nó thoải mái ha. Ngoài ra bữa nay chị vô thì chị cũng có một cái tin vui muốn báo cho em biết. Cô chú Mạnh Thường Quân rất là thương cái hoàn cảnh gia đình của mình, cho nên giúp đỡ cho mình một cái số tiền để có thể làm lại một cái ngôi nhà mới, để cho vợ chồng với mấy đứa con có thể ở. Nghe tin này em có mừng không? Dạ em mừng lắm. Mấy mừng. Mừng không em? Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con. Cảm ơn con rất là vui ạ. Rồi em có mơ ước là em có cái nhà mới làm sao không? Mới cũng được, có ở được rồi. Có ở là được rồi, đừng có dột cho con cái nó ở sạch sẽ ha. Thì cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho mình số tiền rất là nhiều. Mừng đó em ha. Đó giờ có ước mơ vậy không? Dạ có. Ước mơ bao lâu rồi? Cũng lâu. Rồi con nghĩ là nếu mà cô chú không có giúp cho mình thì chừng nào mà mình xây lại được cái nhà không? Mình để gái chứ. Gán rồi. Dạ. Gán rồi khoảng bao lâu thì xây lại được? Em chưa biết được nữa. Hả? Em chưa biết. Em chưa biết nữa ha. Nếu mà cô chú không giúp thì cũng không biết chừng nào mới xây lại được nhà cho con. À.
Thôi gán đi ha em ha. Bây giờ cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho mình số tiền gần 100 triệu lần để cho mình xây lại cái nhà mới, để cho vợ chồng con cái ở cho nó sạch sẽ ha. Mai mốt bà chị kêu thợ vô xây cho. Giờ gán đợi chút, đợi từ từ, tại vì gian đang dịch bệnh cho nên chưa có xây liền giờ được ha. Nghe tin này mừng dữ không? Dạ, mừng dữ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con. Con cảm ơn là nhiều. Dạ. Hôm bữa Yến có quay cái nhà của em Tú cho cô chú anh chị xem rồi, thì hôm nay Yến cũng quay lại sơ sơ cho cô chú anh chị xem. Đó, nhà rất là nhỏ, cái phạm vi chỗ ngủ nè, là ở đây có một cái giường. Cái này không phải là cái giường cô chú anh chị, chỉ là một cái miếng dán thôi. Hôm trước Yến vô thì cái miếng dán này là kê dưới sát đất, bữa nay để thêm mấy cây dừa cho nó cao một chút, chắc là bị ngập đó. Còn cái chỗ mà nấu bếp nữa ngoài đây nè. Nào, cô chú anh chị thấy là treo cao su không, mà với lại cái tôn mà tôn cũ xì nát bấy luôn. Ở đây là không có cái cửa để ra vô nữa đó. Ở đây thì nấu nướng nè. Không biết bữa nay ăn cơm với gì em? Dạ ăn cơm với cá. Ăn cơm với cá hả? À, cá chắc chồng bắt về phải không? À, câu được con hả? À, cơm nè, đó nấu bằng lò củi á cô chú anh chị. Ở này khổ qua xào với trứng. Đó. Thì có nhiêu đó thôi. Thì Yến nghe nói bữa nay là có bắt được con cá, thì chắc cả nhà ăn con cá đó. Thì đây cái chỗ nấu bếp có chút xíu ở đây. Rồi phạm vi căn nhà thì cô chú anh chị nhìn vô tới đó là hết đó. Xung quanh đây là treo cao su, ở trên thì tôn dột nát hết đó. Dột hết. Rồi tôn ở bên đây cũng là tôn sét và dột. Đây là lần đầu tiên mà Yến vô căn nhà là bao nhiêu Yến đứng tại chỗ là Yến có thể giới thiệu được hết. Tới nỗi là rất là chặt chỗ, là cái bạn quay phim của Yến là không có chỗ để mà đứng, để có cái góc quay rộng rãi để quay luôn của chú anh chị. Đứng rất là chặt. Ở phía trên này là làm bàn thờ nè, bằng một mấy cái miếng gỗ cây nè, làm bàn thờ. Dạ. Yeah. Đây, đây là cái chỗ ngủ ở bên trong. Đó. Thì chỉ có hai cái giường như vậy thôi. Rồi ở trên cũng là cao su, và to nó phía trên là một miếng cao su, ở trên là cái tôn rất là dột của chú anh chị. Thấy nước nó động lên đó. Yeah. Đây, mấy cái tôn dựng lại không. Và đây, xích vô đây một chút thì mình sẽ thấy nè. Đây, ở dưới đó có nước đó. Thật ra cái này là sát với mé sông luôn cô chú anh chị. Sát với mé sông luôn, bởi vì cô chú anh chị thấy có phần nước ở đó không. Cái đó là nước sông đó, kế bên con sông. Ở đây cũng là kế bên con sông, mà phía sau của cái nhà này là mình sẽ có mấy cái cây dừa nước á, là nó chắn lại cái nhà phía sau này nè. Có mấy cái cây dừa nước chắn lại, nếu không là nguyên nhà này nó đổ xuống sông, nếu mà sạt lở nó đổ xuống sông hết rất nguy hiểm luôn. Nó phạm vi nhà chỉ có bao nhiêu đây thôi. Rất là nhỏ. Đó, cô chú anh chị thấy Yến vô là chật chội lắm luôn. Một cái nhà chỉ chưa được 10 mét vuông mà cả gia đình là hai vợ chồng bốn đứa con là phải ở. Rồi mấy mẹ con gán ha. Rồi cái khoảng chị sẽ cố gắng kêu họ sắp xếp để vô xây, tại bây giờ đang vướng dịch đó, xây không có được nhanh. Mình gán chờ ha. Có tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp rồi, bữa nay nhớ đi đặt vòng nha. Hứa không? Dạ hứa. Ừ à, hứa nha. Để xanh nhiều quá khổ cho mấy bé lắm. Rồi thì lấy tiền cô chú Mạnh Thường Quân cho đó, mua thêm ít cao su với lại thêm cái giường, cái nệm á cho mấy nhỏ ngủ ha, cho nó sạch sẽ nha, mùng chiếu rồi đó ha. Rồi có gì bữa vô bữa sau vô chị mua thêm cho. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi Hiến có vào thăm lại gia đình của em Tú và trao quà cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mấy đứa nhỏ con của em Tú. Thì hôm nay Hiến cũng có báo tin cho gia đình biết là được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho xây lại ngôi nhà mới. Chứ ngôi nhà của em là nằm ngay mé sông mà nhà dột nát rồi nhỏ xíu vậy đó. Cả gia đình ở, nhất là mấy đứa nhỏ ở, rất là tội nghiệp cô chú anh chị. Dạ thì em cũng rất là mừng và rất là cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Thì sau đây Yến cũng xin chia sẻ về số tiền cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho xây nhà. Tổng số tiền Yến nhận được là 96.603.000 đồng. Thì trong đó có chị Nghi ở Sài Gòn gửi tặng 1 triệu đồng, chị Kelly Lý Thị Trâm ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.350.000 đồng. Chị Lê Xuân Yến ở bên Úc gửi tặng 1 triệu đồng. Gia đình cô Lệ Châu Maji ở Canada gửi tặng 150 Canada, tương ứng 2.745.000 đồng. Cô Liên Trầm ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Cô Hằng ở Canada gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Lê Kim Hoa ở Cali Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.175.000 đồng. Ông Trần Văn Luận và bà Ngô Thị Lễ ở Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng.
nhóm hoa sen chân như California, Arizona và gia đình gửi tặng 4.600.000 đồng. Chú Nguyễn Gia Châu ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.175.000 đồng. Cô chú Thủy Hùng ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.830.000 đồng. Anh chị Jordan Bean và Daisy Yến Tắc ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.175.000 đồng. Hai bé Aaron P.L. Bean và Rachel M.S. Bean ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.175.000 đồng. Chú Tư ở bên Úc gửi tặng 100 đô Úc tương ứng 1.684.000 đồng. Bác Sâm và bác Châu Phan ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.350.000 đồng. Cô Ngọc Châu, chú Thanh Kim ở Chicago, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.350.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Nhàn gửi tặng 300.000 đồng. Chú Thái Cường ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.830.000 đồng. Cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Bác Đức Bác Khang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.350.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Portland, Oregon gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Đức Giang và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Xin Đi Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng. Cô chú Trang Di Hoa Trâm ở bên Úc gửi tặng 1.000.000 đồng. Bác Mạnh Thường Quân ở Houston, Mỹ gửi tặng 1.150.000 đồng. Cô Dung chú Dinh ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Người Thượng ở Cali, Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Ngọc An ở Đài Loan gửi tặng 2.000.000 đồng. Anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 150 Canada tương ứng 2.745.000 đồng. Cô Huỳnh Huyền Trân và chú David Matt ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Tài Trần và cô Năm ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Từ Bi Hoa và cô Từ Tâm Hạnh ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Cao Hùng, Đài Loan gửi tặng 500.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Chiêu ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Huyền ở Canada gửi tặng 500.000 đồng. Cô Cindy Phụng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chú Tám Đời ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Anh Bùi Anh Vũ ở Canada gửi tặng 500.000 đồng. Cô Duyên ở Cali, Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chú Hồng Sơn ở Cali, Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chú Hào ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 500.000 đồng. Chị Hương La ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Cô Hải Vân ở Cali, Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Anh chị Hải Loan Liễu ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Chú Dân Chương ở Canada gửi tặng 500.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân ở Florida, Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chị Duyên ở Toronto, Canada gửi tặng 500.000 đồng. Chị Trung Mỹ Thu ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Trịnh Tú Mai ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô chú Dung Danh ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Tố Tâm ở Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng. Chú Minh ở Sài Gòn gửi tặng 4.000.000 đồng. Cô Bốn ở Virginia, Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng. Cô chú Bùi Văn Sinh ở Seattle, Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.350.000 đồng. Chú Anh Diệp ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.175.000 đồng. Cô Ái Vì Ngô ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.350.000 đồng. Chú Tám Tình Tang ở Canada gửi tặng 50 Canada tương ứng 915.000 đồng. Cô chú Minh Nguyệt ở Mississippi, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.175.000 đồng. Anh Đỗ Ngọc Báo ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Tâm Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Mạnh Thường Quân ở KCMO, Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Thủy ở bên Úc gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Xung Chị Thu ở bên Úc gửi tặng 1.066.000 đồng. Anh chị Khánh Lan ở Hà Lan gửi tặng 1.000.000 đồng. Chú Mạnh Thường Quân ở Mỹ quê ở Mỹ Xuyên Sóc Trăng gửi tặng 1.000.000 đồng. Anh chị Đơn và Ái Vị ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Nhóm Tình Thương Mến Thương ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Nghĩa Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Anthony Quách ở Mỹ gửi tặng 543.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Ba bé Madison, Michael và Megan ở Mỹ gửi tặng 1.870.000 đồng. Gia đình bé Lâm My ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Cô Với Nguyễn ở Canada gửi tặng 1.175.000 đồng. Gia đình Nguyên Tánh ở San Diego, Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng. Anh Sơn, chị Trang ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền nhận được là 96.603.000 đồng. Ngoài ra Thiển còn nhận được thêm sự giúp đỡ là của cô Ngọc Thiên Kim ở bên Pháp. Cô gửi tặng cho gia đình một chiếc tủ lạnh nhỏ cho mấy đứa nhỏ để đồ ăn. Cô chú Trang Di Hoa Trâm ở bên Úc gửi tặng thêm 500.000 để mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Và Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình có thể làm lại ngôi nhà mới, và số tiền dư thì có thể giúp cho gia đình cũng có sau này có thể làm thêm ít kinh tế. Như em Tú có nói thì sau này thì bé nhỏ nhất là lớn một chút thì gửi cho ông bà chăm sóc, thì em sẽ đi làm hải sản, còn chồng em thì chắc cũng là cũng phải kiếm một cái công việc gì làm ổn định để lo cho gia đình. Và em cũng có nói là hôm nay là sẽ chiều nay là sẽ kêu chồng chở đi bệnh viện để đặt vòng luôn, để cho không có sinh em bé nữa, tại vì hiện tại là 4 bé, là 2 trai 2 gái rồi, là đủ rồi và nhiều rồi. Thì nếu mà em sinh nữa thì chắc là kinh tế gia đình không có lo nổi mà cho mấy đứa nhỏ đâu, hiện tại là cũng rất khó khăn rồi.
Dạ, Yến xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Về phần nhà thì Yến sẽ cố gắng sắp xếp để xây. Hiện tại thì Yến cũng không dám nói trước, tại vì bây giờ cái tình hình dịch bệnh nó xây nhà rất là khó cô chú anh chị. Mấy căn nhà Yến đang xây á là cứ bị trì hoãn hoài à, cứ chỗ đó có dịch cái là phải bị nghỉ từng hai tuần lễ, không có xây được. Thì rất là mong cô chú anh chị cũng thông cảm cho Yến, thì Yến và đội thợ thì cũng sẽ cố gắng sắp xếp để xây nhà sớm như đã thông báo. Dạ. Một lần nữa Yến cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.